Có bác bị tiếng ve kêu ở trong tai từ năm 18 tuổi, năm nay đã 72 tuổi, áp dụng cái phương pháp này vài đường cơ bản thôi thì tai của bác ấy đã nghe rõ trở lại. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDTV3. Và trong chương trình video ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ đến các bác cái phương pháp chữa ù tai, tai có tiếng ve kêu hay là nghe nó bị chập chờn. Thì mời các bác theo dõi video để biết cái cách chúng ta chữa bằng cái phương pháp day bấm huyệt rất đơn giản mà đem lại cái hiệu quả. Có hai vấn đề chính ở trong video này tôi muốn được chia sẻ đến các bác. Một là cái cách để chữa cho cái việc là tai ù, tai có tiếng ve kêu. Thứ hai là tôi xin được trả lời một cái bình luận của một bác rất là dài. Bình luận này rất là dài của bác ấy. Bác ấy nói rằng là tôi nếu như không có bằng cấp thì nên không nên làm video nữa, không nên chia sẻ nữa. Và để biết được hai cái vấn đề này như thế nào thì mời các bác chúng ta hãy dành vài phút để theo dõi video, cũng như là rất là mong muốn các bác hãy theo dõi hết video, trả lời cho tôi một cái câu trả lời nó công tâm về cái việc này các bác nhé. Trước tiên tôi xin được đọc cái bình luận của cái bác này. Bác ấy bị tai ù, tai có tiếng ve kêu từ năm 18 tuổi và đến nay thì là 72 tuổi rồi. Thì tôi xin được đọc và cũng như là hướng dẫn cho các bác cái cách này, cái cách mà tôi đã từng hướng dẫn đây. Vì tôi biết rằng có thể có những bác mới vào kênh nên là chưa biết những cái video này, thì tôi xin được chia sẻ lại để cho các bác nào mà bị cái chứng ù tai, tai điếc này, hoặc là bị những cái chứng mà có tiếng ve kêu trong tai này thì áp dụng. Nếu có hiệu quả được với các bác thì là một trong những điều rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì tôi xin được đọc các bác nghe nhá. Bác ấy có comment ở bên dưới một cái comment của một bác là bác Dung Nguyễn. Bác ấy viết như thế này: rất đồng ý với chị Dung Nguyễn, tôi có làm thử khi xem y như chị, miết hai tay bằng hai bàn tay nắm lại là nắm như thế này, bác dùng được dùng chỗ xương hai ngón cái, dùng chỗ xương hai ngón cái vuốt dọc theo phía sau răng ba cái thì lỗ tai bên trái bị đang nghe kém chừng 40% lúc bình thường. Có lẽ do tôi bị nước vào tai cả tuần nay, nó nghe lách cách như tiếng ly bể rất trong. Mới miết chừng 3-4 cái thì tôi nghe nó nghe lạ rất to. Thì bác cái comment, bác cái 72 tuổi rồi nên các bác thông cảm là khi diễn đạt lời có thể là chưa rõ lắm, nên các bác cố gắng nghe tiếp này. Theo cách làm phút thứ 6-49 giây, mặc dù nghe như ve kêu từ hồi năm 18 tuổi vẫn xảy ra, đến nay tôi 72 tuổi, hồi đó có đi khám bác sĩ chuyên khoa, ông nói tai tôi vẫn bình thường, ông dùng rất nhiều dụng cụ chuyên môn để thử, tôi sẽ tiếp tục theo lời hướng dẫn của anh mà thử làm coi sao, chứ như cái làm như vừa rồi tôi nói ở trên rất có hiệu quả, ngay lập tức cái lỗ tai bên trái nghe kém rất khó chịu, nay đã hết ngay lập tức sau vài cái miết phía sau tai. Cảm ơn anh rất nhiều. Thành thật cảm ơn anh. Vâng, thưa với lại các bác, thì tóm lại là bác ấy đã bị cái tai có tiếng ve kêu này từ năm 18 tuổi và đã đi khám chuyên khoa. Người ta đã sử dụng rất nhiều công cụ chuyên môn để khám tai cho bác ấy và họ không tìm ra cái vấn đề gì và họ cho rằng là cái tai của bác ấy rất là bình thường. Và đến năm nay thì 72 tuổi thường xuyên có cái tiếng kêu này, đúng không ạ? Nghe cái câu chuyện của bác ấy kể thì nói là như thế. Và khi bác ấy thấy video này thì bác áp dụng thì nó đã trong cái tai của bác ấy trở lại. Và bác ấy nói rằng là bác ấy sẽ áp dụng theo thời gian dài nữa để xem là liệu nó còn có bị tái phát nữa không và nó có hiệu quả tuyệt vời không. Nhưng mà cái việc đầu tiên là bác ấy chỉ làm có vài đường cơ bản thôi thì nó đã trong rồi. Đấy, thế thì thưa với lại các bác, thì tôi thường xuyên đọc được rất nhiều những cái comment bình luận của các bác như thế này. Ví dụ như là cái cách chữa vai tay bị đau này, hoặc là đầu gối đau này, hay là cái chứng mà đau vai gáy này, hay là cái chứng mắt mờ này, thì cũng rất nhiều bác nói rằng là sau khi áp dụng cái đã thấy có hiệu quả rồi. Vâng, và thưa với lại các bác, thì cái phương pháp nào thì cũng vậy thôi, không có thể là nó áp dụng hết với mọi người được. Có thể với người này rất là hiệu quả, nhưng có thể với người khác không hiệu quả, vì không phải ai cũng bị một cái loại bệnh giống nhau. Và các bác có thể biết rằng ví dụ như mắt mờ hay là tai điếc ấy, thì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân. Có người chỉ là do cái tắc nghẽn thôi, mạch thôi. Nhưng có người là nguyên nhân của tai nó dẫn đến từ thận, từ những cái thứ khác. Hoặc là những người bị mắt mờ, mắt kém cũng vậy, có thể là do gan. Nếu những bác nào mà do gan chẳng hạn thì gan phải lành thì mắt nó mới sáng lên được. Nhưng nếu bác nào chỉ là do bị tắc nghẽn thôi, hoặc là bị những cái chứng nó đơn giản thôi, thì có thể tác động cái là nó có hiệu quả. Và cũng có thể có những người bị tắc nghẽn nhưng không tìm ra nguyên nhân, đã phải chịu đựng cái chuyện này rất là lâu, giống như bác này, từ năm 18 tuổi đến năm nay 72 tuổi rồi. Nhưng khi biết tác động đúng một cái là nó trong ngay.
Đó, thế thì thưa với lại các bác, phương pháp nào thì cũng vậy. Tuy nhiên, phương pháp bấm huyệt này tôi thấy nó là một trong những cái phương pháp rất là hiệu quả và nó đem lại những cái hiệu quả bất ngờ, và với khá là nhiều người, tôi cảm thấy là khá nhiều người có hiệu quả ngay. Thế thì thưa với lại các bác, thì để biết được những cái cách này thì tôi cũng có rất nhiều cái phương pháp để tìm hiểu, và tí nữa thì tôi sẽ trả lời cái câu hỏi của một bác. Bác ấy đã comment rất là dài trong video của tôi, thì tôi cũng sẽ được chia sẻ đến các bác sau. Tuy nhiên là bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn lại các bác cái cách để chữa cái chứng tai ù tai điếc, hoặc là bị xin lỗi các bác, không phải là tai điếc nhé, mà tai ù, tai có tiếng ve kêu, hay là tai bị nặng tai đấy. Thế thì mời các bác này. Đầu tiên ấy thì các bác hãy dùng cái tay của mình nắm lại như này này. Các bác trà khu vực này này, trà khu vực ở bên cái khu vực quanh tai này, cái mạng đầu bên này, trà các bác nhá. Có nghĩa là cả hai bên các bác nhá, không phải là bên làm một bên đâu mà phải làm cả hai bên. Ví dụ như là tai bên này bị ù, bị điếc thì bị ù, có tiếng ve kêu thì bác làm ở bên này, nhưng cũng vẫn phải làm bên này, kể cả một bên thôi nhưng ta làm cả hai bên. Các bác nhớ nhá, vì có thể nó tác động bên này mà lại thông ở bên này. Nên là bác giảm nắm cái tay lại, trà khắp khu vực đầu này, trà khắp đây, và trà khắp đây này các bác này, trà khắp hai bên này, trà khoảng từ 1 tới 3 phút, nhưng mà không trà quá mạnh, tránh trường hợp nó rát cái đầu ngón tay của các bác hay là rát cái da đầu. Ta làm sao nó vừa đủ thôi. Nếu như làm khoảng tầm mấy chục cái mà thấy nó rát cái tay rồi thì ta không làm nữa các bác nhá. Đấy, thì cũng không phải là các bác cứ phải trà đủ thời gian như thế, hay là phải trà thật mạnh thì khi mà nó ấy xong nó rát cái đầu ngón tay của các bác này, đầu cái đầu tay này. Thế thì các bác trà chỗ này trước này, sau đó các bác miết vào cái phần này này, miết vào cái phần này. Thì cái cách miết ở cái phần loa tai trước này thì các bác phải há miệng ra này, há ra để lấy cái đường rãnh này, há ra thì mới thấy cái đường rãnh. Và khi các bác há thấy đường rãnh đó rồi thì các bác đặt hai cái ngón tay cái vào như này nhá. Đấy, tay để dưới cằm như này này, sau đó thì ngậm miệng lại, miết xuống dưới hai cái này. Các bác này, thì nếu bác nào bị tai có vấn đề thì các bác biết này, thường nó sẽ có việc đau, hoặc là bác nào bị đau họng ấy thì chỗ này sẽ có điểm đau. Những cái người bình thường không có vấn đề gì, miết đôi khi cũng có thấy nó đau. Thế nên là nếu như các bác có đau ấy thì cũng không sợ đâu. Các bác cứ miết đủ, vừa một cái lực vừa đủ, vượt cái lực vừa đủ tay của mình cảm nhận được một cái lực vừa đủ. Đấy, miết khi nào mà nó hết cái đau ấy là các bác cũng sẽ đỡ bệnh của các bác. Thứ ba là các bác dí vào chỗ này này các bác này, cái tai rái tai này vào đây này, thì ở đây là nó có hai cái đấy này này, các bác cũng dùng cái tay của mình miết xuống hoặc là day vào đây, day hoặc miết vào đây các bác nhá. Đấy, thì có ba cái động tác này. Đấy, rồi là cái chỗ cái nắp tai này các bác này, cái này người ta gọi là cái nắp này. Đấy, thì các bác dí day vào, dí như này này. Đấy, dí vào như vậy thì có 3-4 cái động tác này, nó có thể tác động đến cái tai của các bác, giúp cho cái tai của bác trong ra. Đấy, và tiếp nữa ấy, thì các bác hãy dùng cái tay của mình vê như này này. Nếu như bác vê như này ấy, mà có chỗ đó đau ấy thì cũng không sợ, đau cũng không sợ, vê cho nó hết đau, vê đi. Nếu như bác nào có đau ấy, thì vê một thời gian, là vê vài cái là nó dần dần là nó hết cái đau cái đấy, thì nó hết đau là các bác sẽ trong cái tai ra. Hoặc là khi mà các bác vê thấy nó đau mà do tai không bị ù yếc gì, nhưng mà không bị ù, không bị có tiếng ve kêu, nhưng mà vê thấy nó đau ấy thì các bác cũng nên vê, vì cái tai này này theo đông y ấy, là nó có liên quan đến thận các bác ạ. Thế nên là các bác áp dụng nhá. Và thưa với lại các bác, thì tất cả những cái phương pháp này ấy, nó không có một cái tác dụng phụ gì cả, nó không có cái tác dụng phụ gì, không ảnh hưởng đến tính mạng, không ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì nếu như làm đúng cái phương pháp tôi chỉ này. Và với cái tác động nhẹ này và tự tay tác động này thì không có cái tác dụng phụ, bất cứ cái tác dụng phụ gì các bác ạ. Và thưa với lại các bác, thì đến cái vấn đề thứ hai thì tôi xin được chia sẻ đến các bác là vừa rồi tối hôm qua tôi có đọc được một cái bình luận của một bác, comment rất là dài. Bác ấy nói rằng là con cái của bác ấy, các cháu, các con của bác ấy để đi học làm bác sĩ, làm thạc sĩ bác sĩ gì đó thì phải học bên nước ngoài này, hoặc là đi học rất là nhiều năm. Để làm một người bác sĩ mổ mắt các thứ ấy, thì phải là học 6 năm và sau đó đi ra làm thực tập, rồi làm các thứ mổ mắt các thứ là bao nhiêu năm ấy thì mới được ra nghề này nọ, mới có bằng cấp cao này nọ, và rất là những người bác sĩ rất là giỏi. Vâng, và thưa với lại các bác, thì theo cái vấn đề khoa học ấy thì thực sự là phải như vậy. Nếu như động đến dao kéo, động đến tính mạng người khác thì cần phải có một cái kinh nghiệm rất là dày dặn,
Và tôi đồng tình với bác là như thế. Và phải có kinh nghiệm rất là dặn, phải có bằng cấp đàng hoàng thì mới được làm. Đấy, thì mới được làm chứ không phải cứ tự dưng mà làm được. Và bản thân như tôi chẳng hạn cũng là không có bằng cấp. Tôi thật sự, tâm sự với các bác cũng như là tâm sự trả lời cho cái bác bình luận đó là tôi không có bằng cấp gì cả, mà tôi tự tìm hiểu. Và cái tôi tìm hiểu ấy, thì đây các bác ạ, tôi tìm hiểu không những là những quyển sách này, mà tôi tìm hiểu rất nhiều những quyển sách khác nữa. Rất nhiều những quyển sách khác nữa về đông y, về cách bấm huyệt, về những cái phương pháp ăn uống đó. Và thưa với lại các bác thì tôi, cái vấn đề này là tôi yêu thích, tôi cảm thấy thích. Và khi tôi làm những cái video này thì tôi có trích dẫn ở tất cả những cái video bên dưới, phần mô tả video đều nói rằng là đây là những cái phương pháp mà tự nhiên và theo đông y, cũng như là các bác nên tham khảo và không nên chủ quan với những vấn đề. Ví dụ như các bác gặp phải những vấn đề gì đó nó nặng nề hoặc là nó có ấy, không nên chủ quan mà cần phải đi khám bác sĩ, cần phải những cái chuyên môn chuyên khoa cẩn thận thì các bác hãng làm đấy. Thế còn với những cái phương pháp tôi chỉ các bác bằng dây bấm này á, thì tôi khuyến khích các bác làm luôn. Vì sao ạ? Vì đây tôi đã tìm hiểu rất là kỹ, nó không hề bấm đến một cái huyệt nào trên cơ thể của các bác mà gây đến ảnh hưởng đến tính mạng hay là ảnh hưởng đến bất cứ cái thứ gì của các bác cả. Đấy, và các bác có thể thấy là miết tay miết chân như này ấy, thì không vấn đề gì, không ảnh hưởng bất cứ thứ gì, bóp tay bóp chân không việc gì cả. Và trong những cái huyệt mà để gây đến cái tính mạng con người ấy, thì các bác có thể thấy rằng không dễ để có thể động đến được những cái huyệt đó đâu, để đến những cái tác động đó đâu. Các bác có thể thấy là như trong phim người ta thấy là gõ một cái vào gáy là ngất luôn, nhưng không phải như thế các bác. Nếu như bình thường một người ấy đánh một cái lực rất là mạnh vào gáy thì mới có thể chết được, mới có thể ảnh hưởng được. Chứ còn nếu các bác bóp massage bóp như này thì không sao bao giờ cả. Các bác không sao bao giờ cả. Thế nên là các bác yên tâm là cái việc mà tôi chia sẻ đến các bác về cái cách bấm dây huyệt này á, thì không ảnh hưởng gì đến tính mạng cũng như là không có bất cứ cái tác dụng phụ gì. Các bác không thể là bấm vào chỗ này mà tự nhiên nó ù điếc tai đi, hỏng tai của các bác được. Hay là các bác bấm vào chỗ kia mà tự nhiên là không nói được, hay là bị tắc nghẽn, không máu, không lưu thông hay là gì cả. Các bác yên tâm các bác nhá. Nên là tôi khẳng định các bác là như thế. Là thứ nhất, thứ hai là giống như bác nói là nếu như không bằng cấp thì không có hành nghề. Vâng, và bản thân tôi làm video này là chia sẻ mang tính chất cá nhân các bác nhá, mang tính chất cá nhân. Và tôi cũng không có hành nghề bất cứ một cơ sở nào. Ngay cả như là mẹ tôi thì tôi cũng chỉ cho mẹ tôi tự làm, chỉ cho mẹ tôi tự làm chứ tôi cũng không bấm cho mẹ tôi. Chỉ trừ trường hợp nếu như mẹ tôi thật sự đau không làm được thì tôi mới giúp mẹ tôi. Chứ còn bình thường đấy, như hôm vừa rồi tôi có chỉ mẹ tôi cái cách là để chữa cái đầu gối. Mẹ tôi bị đau đầu gối bên này, tôi chỉ bảo mẹ trà thử cái đầu gối bên kia. Thế thì nó hết cái đau của mẹ tôi. Thế nên là khi mà thấy những cái cách nó hay ho như vậy, nó dễ làm và có thể tự làm được, ai cũng có thể tự làm cho mình được, thì tôi chia sẻ đến các bác với cái tấm lòng là tôi thấy biết, tôi chia sẻ thôi, chứ không có một cái mưu cầu là các bác khi biết các bác cần phải làm cái gì hay là như thế nào cả. Đấy các bác nhá. Cũng như là chia sẻ đến cái bác bình luận trong video của tôi khuyên tôi rằng là không có ra video nữa nếu như không có bằng cấp. Thế thì tôi cũng xin được chia sẻ với bác một câu rõ ràng là tôi làm video này mang tính chất chia sẻ cá nhân, và nó cũng như là một cái kỷ niệm của tôi, cũng như là tôi lưu lại thời gian, lưu lại những cái gì tôi biết. Nếu như các bác yêu thích thì các bác xem, các bác thấy tốt thì các bác áp dụng, mà không tốt thì các bác không áp dụng, đúng không ạ? Chứ không phải là một cái chỉ định là các bác cần phải áp dụng hay là gì cả. Mong bác thông cảm là nếu như tôi còn trẻ hay là câu nói khiến cho các bác phật ý thì cũng mong các bác thông cảm. Nhưng tôi cũng xin khẳng định rằng tôi làm video này là làm cho cá nhân tôi. Tôi làm hay không ấy, thì là ở tôi. Nên là các bác nào mà đã cảm thấy yêu quý, thích những cái video của tôi thì các bác có thể là follow. Và tôi cũng xin được chia sẻ với các bác là như thế. Và nếu như các bác xem video thấy nó hiệu quả, áp dụng thấy nó tốt thì mời các bác cứ tiếp tục áp dụng. Và nếu như các bác nào mà xem mà cảm thấy nó không phù hợp thì có thể bác cháu mình cũng chưa có duyên, đúng không ạ? Vâng, và thưa với lại quý cô bác chị thì nếu như quý bác chị thấy video này hiệu quả thì nhớ là hãy chia sẻ nó cho nhiều người được biết. Và nhớ là đừng quên là dí vào nút đăng ký, nếu như nút đăng ký của các bác vẫn còn đang hiện màu đỏ, dí vào nút chuông bên cạnh để đón chờ những video mới của tôi sẽ ra. Vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất nhiều những video bổ ích nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.